Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xoay trục tọa độ trong AutoCAD. Thì lâu nay mình có việc khá bận nên không ra video thường xuyên được, mong các bạn thông cảm. Hôm nay mình sẽ xoay tọa độ trong AutoCAD cho các bạn. Thì nếu mà các bạn mở một bản vẽ, trong cái bản vẽ họ xoay trục tọa độ thì các bạn sẽ làm sao để lấy lại tọa độ vuông góc để mà các bạn có thể thao tác nó bình thường. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn như sau. Các bạn nhấn lệnh UCS rồi nhấn Enter, các bạn sẽ tạo hai cái điểm để mà các bạn sẽ làm cái gốc xoay tiếp tục tọa độ này. Bây giờ là mình sẽ kích một điểm rồi, đây là cái góc. Các bạn nhìn sang bên phải cái chỗ hiển thị góc của nó là đang bé hơn 3.6 này. Bắt buộc các bạn sẽ nhấn vào nhấn phím Shift, nhấn và giống mũi tên bé, nhấn phím Shift còn cái mũi dấu bé nhé. Rồi các bạn nhấn không độ để cho nó vuông góc ấy. Nếu mà các bạn kích bằng tay thì nó sẽ nhận những cái giá trị bằng không được vuông góc ấy. Thì các bạn vẽ thì nó bị xéo đấy. Các bạn thấy nhìn thấy cái sổ góc hiển thị nó đang giờ là không độ đúng không? Bây giờ các bạn nhấn Enter, kích mũi vào và Enter là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn vào lên một thư một lệnh nữa là vào lên, sau đó chạy chọn nhấn tùy chọn là Sơn UCS này là cái mà mình mới tạo để các bạn đấy. Bây giờ các bạn thấy con tọa chuột nó đã vuông góc rồi đúng không? Bây giờ các bạn sẽ nhấn vẽ cái lệnh ghép tăng chẳng hạn thì nó sẽ là vuông góc này. Các bạn nhấn lệnh L chẳng hạn nó sẽ là vuông góc này. Trước đó mình quay lại, nếu mà mình không sửa thì cái hệ tọa độ này nhé, cái trục tọa độ này thì nó sẽ là cái đường vẽ mình không vẽ được vuông góc, nó sẽ là đường chéo. Mình nhấn F8 này, nó sẽ là đường chéo như thế này. Còn mình muốn vẽ vuông góc thì các bạn sẽ nhấn thực hiện lại lệnh như sau này. Thực hiện lại một lần nữa nhé, UCS này, các bạn bỏ F8 đi, các bạn sẽ chọn một điểm này. Và điểm thứ hai các bạn bằng cách là cho nó tìm cái góc của nó là không độ. Rồi các bạn sẽ nhấn Enter UCS F8 F8. Rồi các bạn nhấn vào để không độ, các bạn nhấn vào chỉ vào đây và Enter, nhấn vào và lên Enter. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện lệnh ghép tăng đấy. Rồi là xong. Như vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho bạn cách xoay trục tọa độ trong AutoCAD. Nếu thấy hay bộ vì các bạn nhớ like và subscribe chia sẻ video giúp mình để ủng hộ mình cho chúng tôi tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.